nhạc vui, thế giới này ngập tràn trong âm nhạc, đến đây cùng bay loạn nhạc vui. Do re mi, re mi fa, re mi fa so, la so la si do. Đón nhạc vui, đời vui. Tinin, sức mạnh ẩn chứa trong trà đen. Thấy chưa, bạn đã có cảm hứng Hiramiki rồi đó. Uống Lipton, dâng tràn cảm hứng Hiramiki. Ơ, con đồ trong xe. Chai nhựa mới, năng lượng di động vượt trội. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, Nốt Nhạc Vui do Tister tài trợ. Chương trình này được phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba. Góp phần thành công cho chương trình đó là sự góp mặt của ban nhạc 23 độ nông. Thưa quý vị, chúng ta cùng làm quen với ba thí sinh, đó là nhóm nhạc Mây Trắng. Xin mời thành viên đầu tiên của đôi lời giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Ngọc Châu, là thành viên của nhóm Mây Trắng. Hôm nay Châu rất vui khi được lại một lần nữa được tham dự chương trình Nốt Nhạc Vui. Rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả các bạn dành cho ba thành viên của nhóm Mây Trắng. Thu Ngọc ơi, Thu Ngọc có nhớ là mình đã tham gia Nốt Nhạc Vui lần này lần thứ mấy không ạ? Xin chào tất cả quý vị khán giả. Đây là lần thứ ba Ngọc đến với chương trình Nốt Nhạc Vui. Hai lần đầu thì có rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì cả hai lần Ngọc đều thắng được Liên Khúc Vàng. Và hy vọng là lần này cũng lại được thắng Liên Khúc Vàng thêm một lần nữa. Nhưng mà hy vọng là chú Thanh Bạch và tất cả quý vị khán giả ủng hộ cho nhóm Mây Trắng. Bởi vì hôm nay cả ba chị em đi thi thì trước sau gì thì cũng là nhà mình hết. Cho nên là vui là chính ạ. Ý nói là dù ai có thắng Liên Khúc Vàng thì cũng chia đều đúng không? Thành viên thứ ba xin mời Hải Băng. Mình tên là Hải Băng, mình là thành viên cuối cùng của nhóm Mây Trắng. Hôm nay Băng rất vui vì được tham gia chương trình Nốt Nhạc Vui. Lần này là lần thứ hai Băng tham gia và rất mong được sự cổ vũ của các bạn. Cảm ơn. Và thưa quý vị, vòng thi thứ nhất của Nốt Nhạc Vui sẽ được phép bắt đầu. Trong vòng 1 chúng ta có 4 chủ đề và 4 chủ đề sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Bây giờ thì tất cả đã được sẵn sàng. Mời hai thí sinh đến với gợi ý thứ nhất. Đây là một ca khúc truyền thống từng được nhóm Mây Trắng trình bày. Thách đấu bắt đầu. Thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên thách đấu trước. Châu có thể đoán bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Nhóm mình hát nhiều bài. 6 nốt. 5 nốt. Mời Châu đoán. 5 nốt, chúng tôi xin mời ban nhạc 23 độ 5. Xin mời Ngọc Châu. Dạ, đây là bài Thành Phố 10 Mùa Hoa. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thành Phố 10 Mùa Hoa là một đáp án chính xác, tỷ số 1-0 nghiêng về bạn Ngọc Châu. Chúng ta cùng đến với gợi ý thứ hai. Đây là một ca khúc nước ngoài lời Việt, tựa bài hát được lặp lại liên tục trong phần điệp khúc. Thách đấu bắt đầu, xin mời Thu Ngọc. Ngọc đoán bài này trong 7 nốt.
6 nốt, 5 nốt. Nhường Ngọc đoán. 5 nốt, xin mời ban nhạc. Bài này là bài ai ai ai. Chúng ta cùng nghe nhạc. Mời hai thí sinh tiếp tục đến với gợi ý thứ ba. Tỷ số bây giờ đã là 1-1. Bài hát này được thành viên cũ của nhóm Mây Trắng trình bày rất thành công. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Ngọc Châu. Châu đoán bài này trong 7 nốt. 7 nốt Ngọc, 6 nốt. À, 5 nốt. 5 nốt hả? Ngọc 4 nốt đi. 4 nốt hả? 3 nốt. Mời bạn đoán. 3 nốt, xin mời ban nhạc 23 đội 5. À, Vấp Cục Đá của Yến Trang Yến Nhi. Chúng ta cùng nghe nhạc. Cục đá là một đáp án chính xác. Tỷ số 2-1 nghiêng về bạn Ngọc Châu. Chúng ta cùng đến với gợi ý tiếp theo. Đây là một bài hát mà trong lời bài hát này có nhắc đến ba, mẹ và con. Thách đấu bắt đầu. Ngọc đoán bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Châu đoán trong vòng 5 nốt. 4 nốt. Thôi Ngọc đoán đi. 4 nốt, xin mời ban nhạc. Bà sẽ là cánh chim. Bài này là bài cho con. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thưa quý vị, hai thí sinh chúng ta đang hòa nhau ở tỷ số 2-2. Chỉ cần một điểm nữa thôi sẽ có người chiến thắng. Mời hai bạn tập trung đến với gợi ý tiếp theo. Đây là một bài hát rất quen thuộc, từng được hai nhóm nhạc nữ trình bày. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Ngọc Châu. Châu đoán bài này trong 7 nốt. 6 nốt. 5 nốt. Em sẽ dùng ngôi sao may mắn. 1 nốt. 1 nốt và bạn sử dụng nốt nhạc vàng sẽ nghe được 3 nốt. Vâng, chúng tôi xin mời ban nhạc và Thu Ngọc đã sử dụng nốt nhạc của mình thật hiệu quả và đúng lúc. Ngày xưa có cái ngày xưa ơi. Chúng ta cùng nghe nhạc. 10 giây, điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương đương với tiền thưởng 5 triệu đồng. Cảm tưởng của bạn lúc này như thế nào? Hồi hộp. Thật sự mà nói là em cũng muốn thử coi là mình có được 3 lần liên khúc vàng hay không. Hãy các cổ động viên hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho bạn Thu Ngọc. Liên khúc vàng bắt đầu. Bỏ qua. Tiếp tục bài số 2. Bỏ qua. Bài số 3. Bỏ qua. Tiếp tục bài số 4. Con đường chưa nốt tên em đi trong chiều mưa.
Bỏ qua. Tiếp tục bài số 5. Bạn đã không thể đoán được những bài hát của liên khúc vàng. Xin mời ba thí sinh bước lên phía trước nghe điểm thưởng. Chúng tôi xin được công bố số điểm thưởng và số tiền thưởng của các thí sinh đến với Nốt Nhạc Vui lần này. Thưa quý vị, bạn Ngọc Châu 2.380 điểm, tương đương tiền thưởng 2.380.000 đồng. Thu Ngọc 3.150 điểm, tương đương tiền thưởng 3.150.000 đồng. Và Hải Băng 950 điểm, tương đương tiền thưởng 950.000 đồng. Xin gửi những phần quà của nhà tài trợ Twister. Thưa quý vị, chương trình này được ghi hình tại nhà thi đấu Maximus Cộng Hòa do Twister tài trợ. Đến đây để kết thúc. Hẹn gặp lại thứ ba tuần sau. Chào tạm biệt.